Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Không Cần TV, đẹp trai trên hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Và ngày hôm nay, chào mừng tất cả các bạn đã đến với một video tập 4 của series. Bạn không nhớ đúng không? Và chào mừng tất cả các bạn đã đến với tập 4 của series ăn tất cả mọi thứ trong Minecraft. Yeah. Thì như các bạn cũng đã nhớ thì trước đây mình đã từng làm những cái video như thế này. Đó, ăn đồ ăn ở trong Minecraft. Thì mình đã làm đến tập 3 rồi. Thì có rất là nhiều bạn bảo mình là: anh ơi, anh hãy làm thêm tập 4, tập 5, tập 6, tập 7, tập 8, tập 9, tập 10 đi anh. Đó, nhiều bạn thích series này lắm. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm tiếp nha. Thôi, không nói nhiều nữa. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu vào trong Minecraft để kiếm những món ăn của chúng ta nào. Let's go. À quên, nhớ nhấn nút like cái video này. Để cho video này đạt được 10.000 like, mình sẽ làm tiếp tập 5 nha. Nhớ nha, 10.000 like nha. Nhiều hơn càng tốt. Cảm ơn các bạn. Vào Minecraft thôi, let's go. Rồi, ok bạn ơi. Và bây giờ bọn mình đã vào trong Minecraft rồi đây. Bây giờ mình và Sammy, hai đứa mình sẽ cùng nhau đi tìm đồ ăn để ăn ở ngoài đời thực nha. Nhưng mà lần này á, không phải là đồ ăn bình thường đâu bạn ơi. Bạn biết đồ ăn gì không? Đây, xin giới thiệu với bạn. Đây chính là đám cưới. Đó. Đúng rồi, lần này mình và Sammy sẽ ăn đồ ăn ở trong đám cưới nha bạn nha. Và đám cưới của ai Sam? Nè, đám cưới của ai đây? Của ai đây? Của ai? Mấy bạn fan, hỏi mấy bạn fan đi. Mấy bạn fan đây, đám cưới của ai ta? Ok, thì hôm nay mình với Sammy sẽ vào trong đám cưới này nè. Và sau đó bọn mình sẽ coi ở trong đám cưới của mình và Sammy nó sẽ có cái món ăn gì nha bạn nha. Và bọn mình sẽ ăn cái món đó ở ngoài đời thật nha. Ok, rồi bây giờ bọn mình sẽ vào trong đám cưới của bọn mình để xem coi trong đám cưới của bọn mình sẽ có món ăn gì nha bạn nha. Ok, thì đầu tiên vào trong đây mình sẽ giới thiệu qua một chút về những vị khách của mình. Các bạn thấy ở đây là có rất nhiều vị khách nè. Có cả Joker nè, có Saitama nè, có Spider-Man luôn. Toàn là người nổi tiếng thấy không à. Sao mời gì kỳ? Ông nhớ không, là đám cưới tụi mình là mời fan không à. Trời ơi, mình mời fan thì mình cũng phải mời thêm người nổi tiếng nữa chứ. Chẳng lẽ giờ mình mời mỗi fan hả? Đúng không? Trời ơi, ok rồi, bây giờ để mình coi trong đây sẽ có gì để ăn đây. Có cái gì để ăn không ta? Ui, chỗ này có cái bánh kem nè. Nhưng mà bánh kem ăn sau đi, bây giờ hiện tại chưa muốn ăn bánh kem. Để tôi xem coi. Ui, chỗ này có cái rương gì đây? Ui, cái gì đây? Cua hoàng đế. What? Cua hoàng đế á? Để xem coi. Wow. Oh my god các bạn ơi, một con cua hoàng đế to đùng luôn. Trời ơi. Tụi mình ăn sang vậy? Thôi. Không, đám cưới bọn mình là chắc bọn mình sẽ đãi mỗi bàn một con cua hoàng đế thiệt trời luôn á. À. Cua bay bự như này nè. Đúng rồi, nó phải to vậy ăn mới đã. Cái càng nó dài vậy kìa. Ok. Thôi được rồi. Vậy là coi như món ăn đầu tiên của chúng ta sẽ là món gì nào? Cua hoàng đế. Ok, let's go, bắt đầu thôi. Tính ra món ăn đầu tiên của chúng ta đắt tiền quá. Cua hoàng đế. Hơi như vậy thì tiền đâu mà mua ăn đi trời. Đúng rồi, biết kiếm đâu ra. Đó là con cua siêu to khổng lồ nên nó phải mua là tầm 1, 2, 3, 4, 5, 6 triệu luôn. Sao có đúng tiền rồi. Quá. Một con cua mấy triệu. Ủa, sao nó đây nè. Ủa, sao nó đây vậy? Ủa, sao nó đây vậy? Hay vậy? Ủa, sao nó đây vậy? Không biết, nó tự xuất hiện á. Ghê quá. Đây mấy bạn nhìn con cua nè, nó to dễ sợ chưa bạn. Nó to thực sự luôn á, to hơn cái mặt của mình luôn. Bây giờ mình sẽ thử cầm nó lên cho các bạn xem thử nha. Ok. Ui, cái này y như con nhện đó sao nhờ. Yeah. Wow. Nhìn nó y chang như con nhện luôn á bạn. To luôn á, vậy nè. Wow. To thực sự luôn á. Ok. Ui, cái này cái bụng của nó là sao? Đâu. Wow. Ui, nước kìa. À. Ui, sao luộc lại nhiều nước ha. Ui, nó nhiều nước quá vậy. Wow. Ui, quá trời nước luôn. Ồ, cái này là cái phần yếm của nó nè các bạn. Thì cái yếm này của nó là cũng có thịt luôn nha. Mình sẽ thử ăn thử cái phần này nha các bạn. Chấm vô trong muối ớt xanh. Ngon. Ngon, ngon, ngon. Bây giờ thì mình sẽ bẻ cái chân của nó ra để ăn thử trước nha. Cái chân của nó trời này. Trời ơi, cái chân con cua nó bé bằng cái ngón tay út của tôi nè. Bây giờ nó bự. Trời ơi, rồi miếng thịt. Miếng thịt dính trên đây nè bạn, mấy bạn thấy miếng thịt dính đây không? Ăn ăn nè bạn. Mấy bạn hả miệng ra, phong đút vô nè. À. Rồi bây giờ Sam ăn, không đút Sam ăn nè. Mấy bạn đang thèm lắm đúng không? Quá là ngon luôn á. Sao biết sao? Sao người ta hay ăn cái con này á. Ui nước. Con này nhiều nước quá à. Con bò bên là nước chạy vô. Con này nó quá trời nước luôn á. Con này á bạn, bình thường người ta ăn á là người ta sẽ bẻ thế này nè.
được có miếng á. Sao mày hả miệng ra nè. Ngon quá. Cái vỏ của nó mềm xèo luôn các bạn. Mình tưởng nó phải cứng lắm chứ tại phía sau nó to nên là cái vỏ mềm xèo à. Xé gì vậy hả? Ôi cái vỏ đó mình xé được luôn nữa bạn, nó mềm xèo luôn á. Nguyên một miếng thịt luôn. Cái con cua hoàng đế này á là mình mua là con 1 ký à, nó nhỏ xíu à cho nên là. Con này còn nhỏ hả? Như đây là nhỏ rồi đó. Nó bự bằng cái mặt tôi mà nó nhỏ. Tiếc ghê, Sammy không thích ăn hải sản. Tôi thấy bình thường quá à, có gì đâu mà tiếc. Ngon mà. Ông ăn được nhiều cũng sướng cái bộ. Nên trời ơi, không phải mình không thèm, mấy bằng fan nhìn còn thèm đúng không? Mấy bạn biết tại sao mình thích ăn hải sản không? Là bởi vì là hả? Mình là cá heo hả? Đúng rồi, vì mình là cá heo. Cái này một phần nữa là ăn hải sản ít mập hơn. Ngon quá. Mệt quá. Ơi, lau tay vô. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái càng của nó nha bạn. Đây là cái càng của nó nè. Cái càng của nó thì chắc cũng như là cái chân thôi. Nguyên cục thịt luôn. Chấm vô muối ớt xanh. Có nhiều bạn đang thèm đúng không? Hả miệng ra mình đút cho nè. Rồi, sao ăn? Một miếng thôi, ăn một miếng thôi chứ biết nó ngon. Sammy không chịu ăn mấy bạn ạ. Thiệt luôn, cái này đắt tiền lắm luôn mà sao không chịu ăn nè. Ăn có chút xíu à. Ngon quá à. Tí nữa tôi đem qua trong dịch ăn thử và đảo không thích nè. Khó ăn chết á. Mình hy vọng rằng là mình sẽ còn kiếm được nhiều đồ ăn ngon hơn nữa trong Minecraft để mình có thể ăn ở ngoài đời thực. Ừ, kìa, trong Minecraft có kem ăn, tôi ăn kem quá à. Trong Minecraft có kem không ta? Không biết nữa. Hình như có mà. Để tập sau bọn mình sẽ ăn kem nha bạn. Ok. Sammy muốn ăn kem không? Kem nha. Ok. Ăn thèm kem. Mình rất muốn ăn hết cái con này. Nhưng mà một mình không thể ăn hết được thật. Đúng mình rồi. Ăn có 2-3 cái chân thôi là mình đã thấy no rồi đó. Ui. Ồ, nó có cái nước gì trên cái mai của nó nè bạn. Eo ơi, cái nước này nó mặn chát à. Ôi nhưng mà cái mai của nó đẹp hết, làm mặt nạ được á. Ghê, đục khoan mắt vô mới thấy được chứ. Mấy bạn sẽ bảo mình là tại sao Phong lại ăn bóc đúng không? Nhưng thật ra là Phong đã rửa tay sạch sẽ rồi thì mới bóc đồ ăn nha. Còn cái này là có cái phần gạch cua nè. Mình sẽ múc bằng muỗng. Cái này phải gạch không ta? Tôi không biết có phải là gạch hay không. Tại vì là ăn miếng xíu thôi. Tại vì bình thường á là mình không phân biệt được đâu là gạch và đâu là cái đó. Ừ. Gạch á. Hình như nó là gạch. Thôi, cái con cua này nó bự quá cho nên là một mình tôi ăn không hết. Tôi sẽ đem nó qua chia sẻ cho hội anh em. Chia okay. sẻ nha mấy bạn. Còn hội chị em như là Simmy hay Camui à hả? Mọi người không thích ăn hải sản cho lắm. Đây, và bây giờ sẽ là cảm xúc của Kairon khi ăn cua hoàng đế. Lâu lắm rồi mới được ăn cua hoàng đế nha. Tôi ăn này mới hấp hơi. Sao mùi vị sao? Ngon luôn á. Cái này nó đúng ngọt luôn các bạn ơi, đúng là cua hoàng đế, ngọt thiệt. Hình như là sau cái đợt mà bọn mình đi offline đến giờ chắc đây lần tiếp theo ăn á. Đúng rồi. Vậy tính ra là cũng đã 3 năm rồi mình mới ăn lại cua hoàng đế đó các bạn. Chị mày Sumi ăn thử rồi cho biết cảm nhận đi chị mày Sumi. Ok. Đó, ăn thử nè. Sò giấm mì. Yeah. Ngon được không? Ngon. Ngọt lắm nha, thịt này đúng ngọt luôn á. Ngon đúng không? Ngon. Thiệt nha. Còn không cho xin nữa được không? Đây, mình và Sammy vừa mới ăn xong món cua hoàng đế. Và bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau xem coi trong đám cưới bọn mình sẽ có thêm món gì ngon nữa nha các bạn nha. Yeah. Ok, bắt đầu thôi. Thì để mình xem coi món ăn tiếp theo mà chúng ta sẽ ăn ở anh đây có gì không ta. Ui. Từ, ui, bên dưới này có một cái rương của anh áo hồng nè. Từ, để mình xem coi. Ồ, cái gì đây? Bò bít tết. Và cái này là, ủa, vàng hả? Ủa là sao ta? À, tôi hiểu rồi. Có nghĩa là thịt bò giác vàng. Wow. Trời ơi. Sao mà đám cưới bọn mình đãi sang quá vậy ta? Nào là cua hoàng đế nè, sau đó là thịt bò giác vàng luôn. Tôi chỉ nghe thịt bò giác vàng ở trên TV với trên YouTube thôi, chưa bao giờ ăn luôn. Chưa bao giờ ăn luôn hả? Có bạn fan nào đã từng ăn thịt bò giác vàng chưa? Hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Thịt bò người ta sẽ giác lên trên đó một tí vàng, đó là gọi là vàng thật luôn nha các bạn nha. Được không? Ăn được. Ăn được chứ, trời ơi, bây giờ cục vàng nó dày như này sao nhét cho cục thịt bò được. Mà tào lao á, người ta ăn vàng là người ta ăn một miếng nhỏ thôi. Chứ ai ăn nguyên cục vàng bỏ lên ăn sao nhai nổi. Tôi không biết nữa, không biết là nó sẽ như thế nào luôn á. Ok, thôi Sammy không biết thì bây giờ mình sẽ thử làm ra cái món ăn đó cho Sam ăn thử nha. Ok, thịt bò giác vàng, bắt đầu thôi. Đây, các bạn thấy gì không? Đây chính là thịt bò. Thịt bò. Ủa từ từ, sao nó sống vậy? Thịt bò này á thì mình phải nấu lên mình mới ăn được, hiểu không? Bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau làm thịt bò giác vàng. Ok, bắt đầu thôi. Trước tiên chúng ta cần một cái chảo.
sau đó mình sẽ cho một tí dầu lên trên. Tiếp theo đó bọn mình sẽ dùng một cái kẹp, kẹp miếng thịt, lấy miếng thịt lên. Ồ, nghe tiếng này các bạn. Và sau đó là bỏ trong chảo. Chúng ta sẽ cùng nhau áp chảo nó nha các bạn. Lật nó lại. Yeah. Ây da. Ôi sao không? Tôi thích cho rộng lắm mà, tại vì ổng hay lo lắm, lo lắm luôn á, tôi bị gì ổng lo cực. Không biết khi nào chín nè. Không biết nữa. Mấy bạn có thể nhìn thấy là miếng thịt bò nó cũng chín chín được chút rồi nè, thấy không? À. Wow, thơm quá mấy bạn ơi. Chín rồi nha. Ok, bây giờ bọn mình sẽ lấy nó ra. Wow, trời ơi miếng thịt bò. Thơm ngon. Đây, như các bạn đang thấy thì chính là miếng thịt bò của chúng ta. Đã chín rồi nha. Ok. Ê, nhưng mà hình như nó còn thiếu gì á Sam ơi? Hình như là thiếu vàng. Đúng rồi. Thiếu vàng. Đúng rồi. Cái này là thịt bò giác vàng, phải có vàng chứ. Vàng đây. Xin giới thiệu các bạn, đây chính là cái vàng mà mấy bạn hay thấy người ta bỏ lên trên đồ ăn á. Thì một cái miếng vàng này á, mình mua tổng cộng là 3 miếng. Ờ, hết hình như là 200 ngàn. 3 miếng, 200 ngàn. Mỏng le gì mà 200 ngàn. Đúng rồi, 200 ngàn 3 miếng đó, đừng đùa nha. Vàng mà, vàng thì phải đắt chứ. Đây mấy bạn nhìn nè, bạn thấy cái miếng vàng bên trong không? Đó, cái này là vàng đó mấy bạn. Sau đó mình sẽ úp cái miếng vàng này lên trên miếng thịt bò. Rồi, sau đó tháo ra. Thịt bò giác vàng. Còn miếng vàng. Ồ, còn miếng vàng dính trên đây nè bạn. Còn miếng vàng trên đây, hình như cái này ăn được á. Tụi tôi ăn thử. Sao ăn thử không? Ăn thử. Dính trên lưỡi này. Sao? Không có gì hết trơn. Ừ, thì đâu có vị gì đâu. Nhưng mà nó lạ. Nó tan luôn mà. Nó hồi giờ còn tan luôn á. Thật ra khoa học đã chứng minh cái bàn này á, nó không có giúp ích lợi được gì hết trơn á. Chỉ có điều là nó đẹp thôi. Đúng rồi. Xin mời tất cả các bạn ăn thịt bò giác vàng cùng với mình nhé. Ui, nhìn cái miếng bò nhìn nó đẹp quá, mình không nỡ ăn luôn các bạn. Tại vì nó có vàng phía trên á, không dám ăn. Đảo à. Ok, cắt ra. Thịt bò giác vàng mời bạn ăn nha. Yeah. Ok. Ăn thôi. À, thử nha bạn. Đầu tiên phải nói thịt bò ngon, dai, mềm. Còn vàng á thì nó không có mùi gì hết trơn. Đúng rồi, vàng nó như một cái như không khí mà nó không cảm nhận được cái gì đâu là. Nó đưa như bông gòn á, đưa miệng tan luôn á. Cái vàng á bạn, nó chỉ làm cho cái miếng thịt bò nó đẹp hơn thôi, chứ mùi vị nó vẫn vậy à. Nói chung á là cái miếng thịt bò này của mình nó ngon hơn cái miếng thịt bò trong tập trước. Tập trước á là bọn mình ăn là cái miếng thịt bò nó chiên lên cứng ngắc. Còn đang xì. Không sao, nói chung là mình cũng đã được trải nghiệm cảm giác là cái gì ta? Ồ, giác vàng. Ăn bò giác vàng nha bạn nha. Giác vàng luôn. Cũng được trải nghiệm cảm giác này rồi. Ok. À, cảm giác nó hơi lạ nhưng mà nó đẹp đẹp. Nó sáng sáng, ăn như sang mồm đó mẹ. Nói chung á là nếu mà để chấm điểm từ nãy giờ á thì cua hoàng đế thì mình sẽ chấm là 9 điểm. Bởi vì thật sự là nó ngon thiệt nhưng mà nó cũng không có được dính ăn quá. Nó cũng không có được thú vị lắm. Tiếp theo nữa là thịt bò giác vàng này á thì mình sẽ chấm cho nó là khoảng 8 điểm đi. Bởi vì thịt bò thì tất nhiên bọn mình nấu rồi nó sẽ không có ngon bằng ở ngoài quán rồi. Cho nên thịt bò này bọn mình tự nấu cũng không có nêm nếm gì hết trơn á. Nhưng mà phải công nhận thịt bò này ăn vô ngọt thịt nha. Thịt bò tươi nha, ngọt. Và thêm vàng nữa cho nên 8 điểm. Mấy bạn fan thả miệng ra mình đút cho miếng vàng nè. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với món ăn tiếp theo nha. Let's go. Trời ơi, tôi no quá Sam ơi. Từ nãy giờ tôi ăn hai món rồi, tôi đã no lắm luôn rồi các bạn. Bây giờ đến với cái món tiếp theo nè. Món nào ngon ngon hơn tí không? Tôi đang thèm món này. Tôi nghĩ rằng là bây giờ mình sẽ kiếm thêm hai món đi ha. Mình sẽ ăn thêm hai món nữa đi. Và nếu như mà video này á mà mấy bạn like cho video này nhiều hơn, đạt được 10.000 like thì mình sẽ làm tiếp tập tiếp theo nha. Mấy bạn nhớ like cái video này để xem những món ăn ở trong Minecraft ngoài đời thực nó sẽ như thế nào nha. Ok. Rồi bây giờ món tiếp theo của bọn mình sẽ là món gì để ta ok từ. Đám cưới thì tất nhiên là phải có bánh kem cô dâu chú rể đúng không? Trời ơi. Hay là mình ăn bánh kem cô dâu chú rể ha. Ủa thật luôn hả? Thiệt. Ồ. Ok ăn bánh kem ha. Ủa thật hả? Đúng bánh rồi. Đám cưới. Đúng vậy. Ok vậy? Được rồi, vậy mình sẽ lấy thêm cái bánh kem nè. Ok lấy bánh kem nha các bạn nha. Rồi và món tiếp theo để coi ăn cái gì giờ ta? Chẳng lẽ giờ ăn con ao hết hả? Ăn gì vậy? Từ từ để tôi tìm xung quanh. Ủa chỗ này có gì đây, có cái đường đây nè. Ồ, hamburger. Hamburger có trong Minecraft luôn mấy bạn, mình biết rồi. Ồ, vậy là bây giờ món ăn tiếp
theo của mình và Sammy sẽ là hamburger và bánh kem đám cưới các bạn ơi. Ồ, nhưng mà cái bánh kem ở trong Minecraft, lộn nhầm, cái hamburger ở trong Minecraft nhìn ngon nha. Nó có, nó có thịt bò này, nó có phô mai, có rau đổ kiểu luôn. Trời ơi, nhìn có vẻ ngon đó. Không biết ở ngoài đời thật nó sẽ như thế nào ta. Nếu như bạn nào mà muốn xem những cái món ăn ở ngoài đời thật nó giống hay là khác gì ở trong Minecraft thì hãy nhớ xem hết video này để biết nha. Và nhớ nè, nhớ nút like video này đạt được 10.000 like nha. Mình nhắc lại lần hai đó, nhớ like video để coi tiếp tập tiếp theo nha. Ok, còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu ăn đến món hamburger và bánh kem đám cưới. Let's go. Và món ăn tiếp theo của chúng ta đó chính là món gì Sam ơi? Hamburger. Hamburger nha các bạn nha. Hamburger. Rồi bây giờ Sammy sẽ khoe cho bạn về cái bánh hamburger của Sam nè. Hamburger này là có hai miếng thịt bò xíu bao khổng lồ. Đó, nói chung là hôm nay cái gì cũng to khổng lồ đấy bạn ơi. Đó. Ngon chưa? Có bò nè, nó có cà chua, nó có rau nè đó. Tổng hợp wow, luôn. Quá trời luôn. Wow, nhìn nhìn nó kiểu đúng ngon luôn á bạn. Ôi, cắn miếng to dữ vậy. Ngon hả? Ngon lắm hả? Còn cái hamburger của Phong á, lý do vì sao mà Phong vẫn chưa mở ra bạn biết tại sao không? Bởi vì cái bánh hamburger của Phong to gấp đôi cái bánh của Sam luôn. Ủa, vô cùng loài mà sao to được kỳ vậy? Đây, bởi vì Sammy là con gái, Sammy ăn ít, còn mình là con trai cho nên mình ăn nhiều lắm. Ui trời, nó to quá, từ từ. Oh my god, mấy bạn coi cái bánh hamburger của mình nè, nó đúng to luôn á bạn. Bên trong của nó là có đến tận 4 miếng thịt luôn nha. Ủa phải không? Phải không? Đâu. Ủa? Phải không? Một, hai miếng thịt như nhiêu ông nội? Hai miếng thịt hả? Ờ, có hai miếng thịt và bên dưới của nó có thêm cái này là phô mai nè. Rồi hành hành tây các kiểu rất là nhiều luôn. Nói chung cái bánh của mình to hơn cái bánh của Sam luôn á các bạn. Sammy đã ăn rồi, bây giờ sẽ tới lượt mình nha. Ôi trời ơi, cái bánh của mình to quá, từ từ, to quá, to quá. Rồi, cắn thử một cái nè. 3, 2, 1. Cái miệng tôi không vừa luôn á. Cái miệng tôi không vừa luôn á, sao mà nó to quá à. Không vừa, miệng không to mà. Wow. Oh my god. Ngon quá. Không nha, nó 3 miếng thịt luôn á bạn ơi. Nó tận 3 miếng thịt luôn nha. Có một cái miếng thịt nằm ở bên dưới cái phô mai đó nè. Trời ơi, nó to vậy sợ nó có 3 miếng thịt luôn. Hàng gì á, cắn một cái thôi à. Nó quá trời thịt trong miệng luôn bạn. Thật sự là quá trời thịt luôn á. Ông chấm mấy điểm cái này ngon không? Tôi hả? À, tôi à, tôi nghĩ là cái này tôi sẽ chấm cho nó 10 điểm luôn. Ủa mình thật à, mình quên, ông thích hamburger còn mình không thích hamburger lắm nên mình chắc chấm được 6 điểm thôi. Mình thì mình cực kỳ thích hamburger cho nên 10 điểm là cái chắc. Sammy to. Sammy thử đi, Sammy thử đi. Thả miệng ra. Mấy bạn biết sao không? Miệng tôi là to nên tôi chắc kéo tôi cặp được. Tôi nào? Thử đi. Nhìn đúng không? Nhìn nha. Rồi. Oh my god. Bà Sam bà ăn được nguyên cái bánh hamburger to vậy luôn các bạn ơi. Tức là cái miệng của Sam bự hơn cái miệng của mình luôn các bạn. Với cái sức ăn của bọn mình á thì hai cái hamburger này phải nói là ăn một phát hay là no đến sáng mai luôn. Cho nên thôi bọn mình chỉ ăn một tí thế này thôi nha. Tối hâm lại ăn sau ha. Ok, vậy đi. Đúng rồi. Yeah. Chứ bây giờ bọn mình mà ăn hết hai cái hamburger này xong là bọn mình khỏi ăn cái món gì khác luôn á. No căng bụng luôn á. Ok, chúng ta cùng nhau đến với món tiếp theo nào. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ê, nhưng mà hôm nay sinh nhật ai ạ? À? Bạn nào sinh nhật ngày này thì chúc mừng bạn đó luôn. Mình đăng ok, luôn. Nếu như hôm nay mình đăng video mà sinh nhật của bạn nào thì chúc mừng sinh nhật bạn luôn nha. Ok. Ăn sinh nhật này hơi bị lớn nha, được idol chúc mừng luôn. Đây, đó, sinh nhật của bạn mà trên đây có chữ Happy Birthday Phong Cận TV Sammy. Ok, quá à, hơi kỳ. Ok, trái tim. Bắn tim, bắn tim. Thì hồi nãy á, bọn mình đã tìm được một cái bánh kem ở trong Minecraft. Cho nên là bọn mình quyết định mua cái bánh kem ngoài đời thật luôn. Thật ra là Phong đã cố gắng tìm cái bánh kem nào đó nó cao hay là cao. Nhưng mà tiếc quá, chỉ có đúng cái bánh kem như thế này là đẹp nhất thôi. Ủa mấy tự Phong, hình như thiếu thiếu gì nè. Thiếu gì? Trong Minecraft á, trong bánh kem là có hai cái người nè, hai cái tượng người mà. Hai cái tượng á hả? Đúng rồi. Tượng cô dâu chú rể hả? Đúng rồi, mình phải có một cô dâu chú rể, bây giờ không có okay, sao okay. Rồi bây giờ nha, trái tim nè, Phong tặng Sam. Tặng Sam trái tim. Rồi ok, tặng mấy bạn fan trái tim nè. Hả miệng ra. Mình ăn cái vỏ trái tim này giữ không được ăn hiểu không? Ok thôi mình để trái tim này đi. Sammy muốn có cái tượng trên đây đúng không? Đúng rồi, cho nó đẹp đẹp chứ đúng không? Kìa vậy? Tượng Phong Cận và Sammy mua tại Shop Hero. Nhớ mua các bạn nha. Đó thôi, đúng không? Nó dính vô cái Lego rồi. Cái chân tôi. Nó dính cái chân của Sam rồi, Sam mất cái chân rồi các bạn ơi. Trời ơi, mất cái chân rồi. Trời ơi, bạn ơi, bạn thấy cái chân tôi đang dính ở cái bánh kem rồi bạn. Kỳ luôn, cắm lại ơi, cắm lại cho đẹp. Cái tượng này là sạch nha bạn nha, bọn mình mới vừa khui trong hộp ra đó, sạch sẽ đàng hoàng rồi. Wow. Đây là cái bánh kem ý nghĩa nhất tụi mình từng thấy. Bánh kem cô dâu chú rể. Kem này người ta gọi bánh kem gì ta? Bánh kem gì? Đám cưới.
ăn cho đám cưới. Ừ. Đúng rồi, cầm đi. Từ từ, cái này là ê này cắt đám cưới không nội đi hả? Chưa cưới mà. Chưa cưới. Ủa, má, tôi chưa cầm. Rồi bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau cắt bánh kem nha. Wow. Quá là xịn luôn. Chúc mừng sinh nhật nha. À, hình như là trong tập nào đó mình cũng kiếm được bánh kem thì phải. Đúng rồi, nhưng bánh kem này đặc biệt hơn. Bánh kem này là có hình phong hay sao? Đùa nha, đùa giỡn gì. À, bánh kem lần trước là bánh kem Minecraft, còn bánh kem này là bánh kem đám cưới. Đúng rồi. Mấy bạn nào mà muốn mua gọi là mô hình của Phong Cận và Sammy Lego thì hãy nhớ vào shop Hero mua nha. Ngon không? Ngon quá à. Ngon quá à, trời. Rất là thích đồ ngọt luôn, Sammy rất là thích đồ ngọt nha các bạn nha. Thích bánh kem. Cho Phong ăn miếng kem đi chứ Phong. Không, Phong ăn đó, Phong ăn miếng kem à. Ôi, Sammy chét bánh kem vô mặt mình. Trời ơi, không lâu nha. Ôi, xin lỗi. Không sao, chét bánh kem lên nhìn vẫn đẹp, vẫn xinh nha. Yeah. Thiệt. Thật ra các bạn là Phong đang trong quá trình giảm cân, cho nên đó là Phong quay video này Phong cũng hơi sợ là Phong sẽ bị tăng cân á. Nhưng mà Phong sẽ ăn những cái món nào mà Phong cần ăn thôi, còn như bánh kem thì xin phép mấy bạn là hơi cho mình Sam ăn nha. Hơi chứ Phong không nha. Ăn. Tôi ăn thường thấy ngọt mà. Ok bạn ơi, và trong tập này mình cùng với Sammy, hai đứa mình đã cùng nhau thử thách ăn xong những món ăn có trong Minecraft rồi. Oh, và nếu như video này đạt được bao nhiêu ta? 10.000 like! Thì bọn mình sẽ cùng nhau làm tiếp tập tiếp theo nha. Sẽ có tập 5 nếu như được 10.000 like các bạn nha. Và các bạn đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình và Sammy nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.